EQ cho anh hỏi, ngân sách 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi 7 chỗ xe gia đình. Anh không thích Santa Fe vì xấu, không thích Everest vì cồng kềnh. Hỏi cũng hay đấy, mời anh thử trải nghiệm xe này đi, Kia Carnival nhá. Đây là một chiếc xe có ngân sách mới lăn bánh khoảng 1650, còn lướt trên chiếc xe này thì là 1 tỷ 399 cu nhá. Xe có rất nhiều tùy chọn về chỗ ngồi, 4 cu, 6 cu, 7 cu hoặc 8 cu. Ví dụ như chiếc xe này trên đăng ký là 7 chỗ ngồi nên có thể chở được tối đa là 7 cu. 6 cu bớt quan trọng sẽ ngồi ở 6 ghế còn lại, còn vị trí này thì dành cho người quan trọng nhất. Đây là ghế chủ tịch và có thêm một tính năng rất hay, đấy là hoàn toàn có thể ngả và trượt chiếc ghế này. Ấy, sao cho ngồi thoải mái nhất. Máy dầu thì chắc chắn là sẽ ồn và hôi, đấy là người khác nói thế, còn Carnival thì nói không. Êm, thơm và đặc biệt là rất nhiều option. Cửa chơi này, ghế điện này, 12 lavabo này, hai màn hình này, điều hòa đa vùng tự động này, sạc không dây này, cần số kiểu Range Rover, phanh tay điện tử, rất nhiều chế độ lái và cam 360. Siêu nét, xi nhan một phát, rõ luôn, em hàng xóm bên phải. To cao, đẹp trai, mồ hôi dầu, cực kỳ nhiều tiền luôn. Cu có thích không cu? Thích thì alo nhá.